Giới chức an ninh Mỹ cho biết, quy định mới đặt ra biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với người di cư bất hợp pháp. Nếu bị bắt cũng như không đủ điều kiện xin tị nạn, họ có thể bị trục xuất và cấm nhập cảnh Mỹ trong 5 năm. Những người muốn nhập cư phải đăng ký qua ứng dụng điện thoại thông minh có tên CBP One, hoặc các trung tâm Mỹ chỉ định ở Colombia, Guatemala và các quốc gia khác. Anh Jairo Chavez, người di cư Venezuela nói, tôi sẽ tiếp tục cố gắng đăng ký thông qua ứng dụng CBP One. Không biết có được không nhưng chẳng còn cách nào khác. Ông Manuel Sanchez, người di cư Venezuela, tôi nghĩ mình không nên vượt biên trái phép, chúng tôi biết rằng sẽ bị phạt nếu làm như vậy. Tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Tôi đã nói chuyện với những người đồng hương khác và họ cũng cho biết sẽ trở về nhà nếu không được hẹn gặp sau khi đăng ký qua ứng dụng CBP One. Cơ quan nhập cư quốc gia Mỹ cũng đã yêu cầu các văn phòng ngừng cấp giấy phép quá cảnh qua Mexico cho người di cư nhằm hạn chế tình trạng vượt biên trái phép. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo những thay đổi như vậy có thể gây sức ép cho các nước khác như Colombia và Guatemala, trong khi nguy cơ về nạn buôn người vẫn tồn tại. Trước đó, Hoa Kỳ đã cam kết cho phép lượng đăng ký di cư tối đa mỗi ngày là 1.000 lượt. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.